Trời ơi, nhìn bà thương quá. Bà sao bà cứ chùm miết rồi bà để con mèo lên trên cổ rồi kìa cả nhà. Vậy con cái là sao bà ăn mặc lạ quá à, với chùm mặt rồi không cho con tụi con thấy mặt đó, con thấy lạ quá. Không là thần đó hả mà. Không chuyện này cho con như bây giờ có thể nói là cái chuyện này nó chuyện lạ đi đó. Dạ. Rồi chị qua đi. Chuyện lạ. Cảm ơn cậu quá. Không, bà lão á, bà lão có cái mặt. Có nhiều cậu. Mặt của bà lão. Mặt bà có bị gì không mà che ra hoài vậy? Có bị thẹo bị gì không? Xấu hả? Đâu có xấu đâu, thấy bà đâu có xấu đâu. Cảm ơn. Không cho vô nhà hả? Thôi, gần ngập nước ấy. Trời ơi, cái nhà đó kìa. Ở mình ăn ở đây rồi, còn đi mua ăn gì người sao? Người sao? Hay cất nhà này cho bà. Phá cửa đây chưa? Bà đi đâu bà phá cửa đây để bắt đồ nha. Lại đây nói chuyện nè. Đừng có lại nhà bà. Nhà bà rất nhiều tiền vàng nhiều lắm hay sao mà bà không cho gì? Cho con vô tham quan cái căn biệt thự của bà được không? Tôi tên này rồi, thôi. Có gì nói thẳng đây đi. Nói ngoài chứ không được cho nhà hả? Vậy vậy. Con mới hỏi thăm con đến giúp đỡ bà. Đi. Ở đây nói có được cái gì vậy? Cái đâu ở đâu? Cái lên chạy của bà. Không có mấy con. Ở ngoài đường bộ gì rồi? Ai đường bộ thì chạy mặt là tám. Bà hôm nay nhiêu tuổi rồi? Có gần 60 kỳ rồi. Còn 60 kỳ rồi hả? Rồi bắt đầu kia. Có mấy cậu rồi mấy cậu quá ha, cũng có mấy cậu lên đây nữa. Dạ bà chưa bữa có mấy cậu lên đây hả? Không, mấy cậu ở chỉ lên xe chanh nó lắc, nó thôi. Bà chuẩn bị đi đâu vậy? Mới lại chưa nói chuyện gì. Chưa. Mới lại chưa nói chuyện nha, bà kêu chia tay. Bà cho con hỏi bà tên gì? Bà tên gì? Bà đi vòng vòng. Bà làm gì mà đi vòng vòng, con có làm gì bà đâu mà đi vòng vòng vậy? Trong nhà này gì là có vài tỷ giống luôn á. Thế là vậy. Trời ơi, trong chổng chắc có vài tỷ chổng gì bà không? Bây giờ là bà không cho vô nè. Trời ơi, con mèo. Thì bà không có mèo kìa luôn. Luôn. Bà không có con mèo kìa. Con mèo thấy cưng không? Bà nuôi lâu chưa? Đâu con, đâu con nhìn coi mấy con một con hả? Con là đi rồi người bà đi người ta vô nhà bà đó. Con ở chợ Mỹ Tú biết không? Biết chợ Mỹ Tú không? Trời ơi, nhìn bà kìa mà. Rồi bà sáng giờ ăn cơm nước gì chưa bà? Ăn rồi. Bà ăn cơm gì? Cái đó là con đó, con gì vậy bà? Con gì hả? Cái đó bà sinh hả? Có con mèo nha. Sao mặc đồ tới bà bốn cái áo dữ vậy? Hả? Thôi lên kia đi, các cậu thông cảm nha. Dạ. Vì hoàn cảnh thôi lên. Con cũng biết mà, con muốn xuống đây là con hỏi thăm bà lão sống ở nhà gì đâu mà. Thôi được rồi, cảm ơn cậu cũng có mà. Bà ngủ con không thấy mùng chiếu hết trơn rồi, mũi cắn là sao? Thôi mà hả? Thấy bà nó thương quá à, trời luôn á. Trời ơi. Nhà con có gạo không? Có gạo không? Ví dụ như người ta cho gạo bà lão nó lấy không? Không,
không lấy luôn. Nó hoài sống trong căn nhà này nè cả nhà. Đây nè, đây nè. Có quẹt có bà gớt cái gì nè. Bà có thèm ăn cái gì không bà? Bà có thèm ăn cái gì không? Sao? Bà có thèm ăn cái gì không? Cho quẹt không lấy. Để trong nhà đi chứ. Này phải có một ai đó hỏi thăm rồi. Bà có thèm ăn cái gì không? Sao? Bà ở mình hết đi rồi. Bà có thèm ăn cái gì không? Con mèo nó cưng quá. Bà cho con mèo đi bà. Cho con đi. Cho con mèo đi. Cho con đi. Hai con chết rồi. Hai con. Bà có con mèo hả? Có nuôi chó gì không? Không, không có. Không có chó luôn hả? À, rồi đứng đó kìa. Rồi bà đứng yên chỗ đi, con đứng yên nè. Đứng yên thì tụi con đứng yên. À, rồi. Đừng có đi. Bà đứng yên, con mới đứng yên. Bà nuôi mèo đó lâu chưa? Mới vài tháng thôi. Rồi bà cứ đi vòng 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 rồi bà chưa chia sẻ hồi con đi vòng vòng đi con hỏi người ta đó nha. Hỏi thăm bà, hỏi thăm bà lão á sao mà ở vậy rồi người ta ta giúp con chịu không cho rồi nào. Bà tên gì bà cho con biết tên được không? Biết tên thôi có đâu còn ăn không bà lão. Sáng nay bạn cơm gì? Không có nấu nướng gì cho ăn cái gì? Không có người ăn cơm lại. Trời bà chùm khăn kín mít gì nóng lắm bà ơi. Rồi sáng giờ bà có đi làm gì không? Hả? Bà có đi làm gì không? Không hả? Thấy đồ của bà chưa lấy cho rồi chứ bà chưa tắm hả? Bà tắm chưa? Rồi cái nhà bà có gì không? Nhà bà vô nhà bà tham quan cái biệt thự của bà được không? Không cho luôn hả? Bây giờ là con cái gì trời ơi thấy bà mà ở có mình nên gì cái thấy tụi tội nghiệp thấy, quá tội nghiệp quá trời luôn á. Bây giờ con có gì con có gạo giúp gạo cho bà không? Không 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 chưa lấy không 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 đừng 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 không không, không, không lấy gạo luôn. Không. Vậy bà muốn ăn cái gì không? Bà có muốn ăn cái gì không? Trời ơi, giữa một cái rừng cây mà tự nhiên có một cái ngôi nhà rất là nhỏ, có một bà lão. Không, có người đem lịch đi, em còn lại sang con ở bên thân. Có một bà lão sinh sống như nè. Có đem không bà? Con bà đem lại hả bà? Không, người chị. Chị hả? Chị có con cử sáng gì rồi sao đủ ăn tới chiều rồi bà ăn gì? Trời ơi. Bà lão sáu mấy rồi mà chị chắc lớn tuổi rồi. Chị ở đâu? Chị bà ở đâu? Bà chỉ con đi, con hỏi thăm coi. Tên gì? Chị bà tên gì? Ủa ai gì? Tên gì bà? Tụi em đến đây rồi cũng muốn giúp đỡ cho bà lão. Bà rất bà lão không chịu chia sẻ với lại bịt mặt. Cho gạo bà không lấy à, bà có muốn ăn cái gì không? Bà thèm gì không? Nhà nuôi con mèo mà không có nấu gì hết trơn á. Nhà không có gì chưa? Nó đói xỉu luôn quá. Hai con. Chết con hả bà? Chết con hả? Sao? Chết con mèo hả? Ờ nhìn bà nè cái nhà. Sống trong một cái bốn cái giống như là mấy cái cây rồi dựng mấy miếng tôn lên thôi. Nhỏ xíu à. Sao khổ vậy rồi? Rồi đâu rồi con mèo đâu rồi? Xưa bà có. Trời ơi con mèo. Con mèo quắn cổ kìa. Trời ơi. Con thấy bà thấy thương bà quá nên là muốn chia sẻ giúp đỡ cho bà. Con đậu. À, tại con thấy bà cũng đi mà cái gì bà lão có mấy đứa con mấy người con của dạ của Hà nó ở ngoài kia kìa nó đi làm sao sao bà nói con lý do là sao lý do là sao bà không cho chia sẻ hả sao bà nói ngại gì con đi là thấy hoàn cảnh mà như nghèo như là bà lão đây là tụi con đến để giúp giúp nghèo lắm á. Sao có gì ông bà nói đi tụi con không chia sẻ đâu. Bà nói sao không cho tụi con hỏi thăm. Nhìn bà rất giống như bà ngại một cái gì đó, bà cứ che mặt miết à. À hay là bà lão phải sợ vòng vòng hàng xóm tao thấy. Vòng vòng đây biết bà lão đây mà phải không? Ở trên chợ ở quê ở chợ hả chị? Dạ đúng rồi, con chợ Mỹ Tú. À. Cũng có mấy chợ có ngoài chợ ở chợ nữa. Đây, bà lão biết sao không?
con ở gần đây nè, rồi con là mấy chú ở đẳng chỉ à. Con lại đây nè, có bà lão ở đây nè, mấy à, mấy đứa con lại giúp đỡ cho bà lão đi. Tụi con mới xuống đây. Rồi bà để con mèo lên cổ bà. Con đã ở gần chợ Mỹ Tú với mấy anh này là tao ở ngoài Sóc Trăng mà. Chạy mấy chục cây số vô đây. Bà ở đây một mình vậy bà có sợ không? Sợ không? Sợ chứ. Sợ chứ. Giấc tối là ghê lắm á. Rồi nhà bà có đèn điện gì không? Không luôn. Không luôn hả? Rồi tối ở tới xu sao thấy đường đi? Hả? Rồi tối sao thấy đường đi? Không. Tối mà thấy gì mà. Con thấy quần áo của bà dơ rồi bà mới đi ruộng hay sao nè? Bà đứng yên chỗ đi, bà đứng yên đừng có đi. Con đứng yên đây luôn. Con hỏi thăm em chút xíu chuyện nè. Cảm ơn cậu nha. Trời ơi, nhìn bà thương quá. Bà sao bà cứ chùm miết rồi bà để con mèo lên trên cổ rồi kìa cả nhà. Lại con cái là sao bà ăn mặc lạ quá à, với chùm mặt rồi không cho con tụi con thấy mặt đó, con thấy lạ quá. Con nào cũng hợp đó mà. Không chuyện này mình cho có nhiêu bây giờ có thể mình nói là cái chuyện này nó chuyện lạ đi ha. Dạ. Cứ qua đi. Chuyện lạ. Cảm ơn cậu quá. Không, bà lão á, bà lão có cái mặt. Có nhiều cậu. Mặt của bà lão. Mặt bà có bị gì không? Mà che lại hoài vậy. Có bị thẹo bị gì không? Mặt đó. Xấu hả? Ờ, đâu có xấu đâu, thấy bà đâu có xấu đâu. Con thấy tóc bà bạc rồi, sao nó bối cục vậy bà? Sao chút rồi con gì nữa, mấy gì nữa. Thấy tóc của bà sao nó bối cục lại vậy? Rồi sao mấy tuổi mà khổ quá trời, mặt đồ trình đất không à. Mà ở trong cái nhà thấy không có gì hết trơn trời. Thấy nhà bà không có gì giống chưa á. Nhìn bà không thấy. Thương quá cả nhà mà không biết sao mà giúp đây. Cho anh tham quan ngôi nhà của bà lão nha. Không có cho vô nhà. Sợ chứ. Hỏi thăm anh kìa. Phát hiện một bà lão rất là kỳ lạ cả nhà. Cái nhà này ai cắt cho bà vậy? Hả? Cái căn nhà này ai cắt cho bà? Sao? Bà tự cắt cái nhà hay là ai cắt cho bà? Cái nhà bây giờ thôi giờ vậy là cậu không lấy lên vậy nè, lấy luôn cái gì ba không có vô nhà nước ngập trơn trời nước ngập trơn hả vì sao tối ngủ trời đi xuống là té luôn á đi cái chân lùi luôn vậy mình tính ra là đi được hay chứ bộ mấy cái dấu chân nè mấy dấu chân bóng lưỡng luôn trời ơi rồi lãnh đạo có làm cho đại diện hình gì không không dạ không tụi con tự con đi thiện nguyện thôi bên thiện nguyện bên YouTube bà lão không có trường hình gì chứ cảm ơn bà cũng giống như bà đây đó nói ra đây có nhiều Sài Gòn cũng hứng nè thấy không mấy cậu nha dạ rồi. Mấy cậu trước là có xuống cần có mấy cậu nó thôi bây giờ là... con thấy cái mái tóc của bà lạ quá sao nó đóng cục lại kỳ vậy sao bà lão là mấy cậu xuống sao bà lão bà lão mấy anh trên phố xuống đó, bà là giúp đỡ cho bà lão có nhận không sao không nhận nhận không bà tự nhiên bà cõng con mèo vậy luôn nói gì nghe mà thôi giờ đi mà nó không, đặc biệt là nó không có đi nha có hoàn cảnh kia cả bà chị kia kìa con đó. Biết bà ơi nhưng mà con xuống bao lâu rồi mới tắm lần rồi tóc của bà thấy cái mái tóc của bà sao mấy cái nóng cục lạ quá à dạ hỏi nãy giờ không có thấy mấy hỏi cái gì cái gì bác cười bà lão bác cười kìa ông Thái hỏi cái gì mà bà cười dữ vậy hỏi sao bà cười không bà lão bà gần mấy sông này chắc tắm là nhiều lần đó bà biết loại sông không bà biết loại sông không một ngày bà tắm mấy lần bà thôi ạ à? Dạ ông quấn lại vô phòng anh coi đây chị ra cho nhỏ con của ngoại già không có tắm luôn hả không tắm sao kỳ vậy năm chưa năm chưa năm không tắm trời ơi năm không tắm luôn mà chơi chứ không nó giận trời ơi tụi con là đi
đi ngoài đường là thấy nè, thứ nhất là nhà nhà khó khăn, thứ hai nữa người già, thứ ba nữa là con nít á, như là mồ côi rồi đó, người ta tụi con sẽ giúp đỡ. Thấy mấy cảnh đó là tội lắm, tội nghiệp lắm chứ, tụi con không có ý gì xấu với bà là không cho nên. À, thì mấy cậu đây, có mấy cậu lại đây nè. Dạ. Lại lại rồi sao mà đó? Lại rồi sao? Thì... có cho tiền bà không? Có. Có cho tiền bà có lấy không? Nhận nhận chứ. Ờ. Hôm nay thì cũng lâu rồi, hồi bây giờ thật ra là cũng nhiều cũng đi chứ bây giờ nói cậu vậy đó ha. Dạ. Dạ sao? Bà lão nhận tiền nhưng mà bà lão không muốn chia sẻ với ai mà giúp cho bà lão được. Có mình có mấy bà ngồi ở đây đi, con hỏi thăm xíu rồi con ngồi xuống. Có gì đâu, nó không có thấy mặt. Ngồi xuống đi bà. Cứ nói chuyện thôi. Bà ngồi đi, tụi con không có làm gì hết trơn. Con ngồi đây, con ngồi đây. Bà ngồi đó. Bà lão có gì cứ chia sẻ. Hỏi chị hỏi gì mà hỏi đi. À. Coi là bà có bà nãy bà nói là bà có con gì không? Hả? Có con không? Không. Nó ở ngoài chợ, nó ở nó mặn ngoài chợ. Ồ, mặn ngoài chợ. Nó thì giống già nó ấy lắm, nó người nó làm nó ăn mà mặn ngoài á. À, con gái hả? Không, anh ghé không, cái chị đi chị cái cô gái nó ở ngoài kia. Đâu, nãy bà nói cái chỗ dưới này là sao đâu bà nhắc con đi coi. Đó vậy, đó, 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 đó. Bà đứng yên đi thôi được, tụi con đi. Bà đứng yên đi. À. Muốn nói chuyện mà lão khó quá. À, bà đứng hả? Xa lúc nào cũng giống như khoảng cách. Sao mà giữ? Bà lúc nào cũng giữ khoảng cách. Hả? Rồi. Rồi bây giờ thôi nó cũng rồi, con, bà ơi. Ơi. Bà đeo vàng hay gì con thấy vàng vàng. Trời đất ơi, nghèo bà vàng. À, nghèo dạ, sao bà lão có gì nói. Nói đi, không? Nói con nghe. Lên trình kia bà kia kìa, không bà lão ở đây nè, còn hiện tại giờ cái nhà như vậy đó, trong cuộc sống khó khăn như thế nào bà lão có thể nói con biết được không? Gì cũng thôi, mình con đi xưa đây là đi xuống bà lão trước rồi con mới lên trên kia. Dạ. Dạ. Bà không chịu ngồi nói chuyện con mà bà đứng không, con không nghe được gì hết. Trong cuộc sống của bà lão là gặp cái gì khó khăn nhất? Hả? Bà lão phải chia sẻ con được không? Không? Con thấy ở trong nhà là không có nấu nướng gì hết trơn, ăn ở đâu? Hả? Ăn ở đâu? Cố đem lại lỡ lỡ mà người ta không đem lại mình đói rồi sao chịu nổi? Chỉ đem lại đó. Bà nói là một ngày cái người chị của cô biết. Đem lại mình đem lại lỡ người ta quên, người ta không đem rồi mình đói sao chịu nổi? Ăn gì rồi sao có sức khỏe? Ăn có gửi mà bà. Con thấy bà ốm quá trời luôn rồi, do là bà không ăn đầy đủ hay sao bà? Ốm nhôm. Thấy bà ốm nhôm nhấp chừng. Bà cõng con mèo rồi cả nhà thấy. Có cần thử rồi, có cần thử mà bà lão. Giờ con thấy bà chừng 20 kg à. Ốm nhôm nhấp luôn. Cái áo kìa quá trời đẹp luôn, hai cái áo luôn, ba cái áo. Ba cái hả? Ba cái áo luôn. Trời nóng giữa một cái trời mà đang nóng gì mà mặc áo nhiều quá nó nóng lắm. Rồi chùm thêm cái khăn nữa, đổi cái nón nữa. Thương bà quá mà không biết sao giúp cho bà đây, bà không có chịu chia sẻ. Vòng ở đây có ai giúp bà lão không? Có, trời ơi, đây cũng quen người gì đó. Quen ở đây nè. Dạ. Dạ. Quen đây. Vòng đây bà. Ở đây, mới ở đây là không biết ai ấy hả? Con ở chợ Mỹ Tú nhưng mà con ít đi ngang đường này lắm. Thì con nghe là mấy chú ở đằng quán cà phê đặng giới thiệu á. Đợi có bà lão ở đây tội nghiệp bà lắm, có con ên nè. Con mèo đó không ăn uống gì nữa. Chảy đầu. Thương không? Có con mà lại không có sống với bà nội. Nhưng mà bà thì ở một mình trong cái căn chòi này nè cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thương không? Nhà của bà lão là nói chung không có cái gì hết trơn luôn. Có cái bộ giạc không à, với bọc đồ mà bà lão mà không cho vô. Không biết trong bọc đồ nó có vàng không nữa. Bà bỏ tiền vàng chống bà không cho vô cái gì? Còn hồi bà lão đi đâu đó là người ta vô nhà rồi sao cái nhà chống bọc kìa. Không có cửa nữa. Cái nhà nữa.
những cái chòi à, nhà những cái sông. Hằng ngày đi tới đi lui rồi nước nó ngập lên rồi cho rồi luôn té sông luôn. Giống như bà sợ tụi con hả? Bà sợ tụi con hay gì? Không phải sợ, đừng sợ gì. Trời ơi, không phải sợ, không phải sợ gì đâu. Ừ. Con là dân thiện nguyện, chỉ đỡ cho bà con thôi chứ không có ý gì hết trơn. Con đâu có làm gì, gì ừ. hại bà đâu. Cho nên là bà lão đừng có sợ. Sợ chị không, chị đâu giờ còn cảnh phố chị đi không? Đó giờ bà lão có giận ai ở đây không? Đây bà con đây thương bà không? Dạ. Dân ở đây nè, thì chết. Hình như bà lão bà gụng răng hết rồi, bà ngại. Gụng răng ngại hả? Cho tiền chồng răng nghe, con cho tiền chồng răng nghe. Cho nhiều chồng răng nhiêu tiền? Chồng răng nhiêu tiền? Không mà, nếu như mà chồng răng là con phải dẫn bà lão đi chồng răng. Không. Bà lão cho con xem mặt bà lão này. Không. Ờ rồi sao xem mặt mới biết à, biết không, không. Lỡ à. Còn găng rồi con cho tiền cái rồi coi bà lão làm gì vậy? Bà muốn nhiêu tiền? À, dạ, đưa nhiêu. Bà muốn nhiêu? Thì đưa nhiêu. Được. Bà muốn xin tiền để mua cái gì? Thì mua này kia vậy mua. Mua gì? Bà muốn mua gì? Bao nhiêu tiền con mới biết chứ. Ờ bà muốn thèm ăn gì nè, bà nói đi, bà nói đi tụi con mua cho đưa, bà. Lỡ con đưa ít quá. Ngại. Vậy bà lão nè muốn nhiêu nè con biết. Một vài trăm gì muốn không? Một vài trăm, một vài trăm là mấy trăm vậy? Bà không nhiêu rồi. Một vài trăm. Con thôi. Phải thấy mặt bà con mới không, cho không, bà được. Tôi không có hạ là mấy cầu lên này không có điều kiện đưa tiền về bà ấy thôi, không có điều kiện. Ủa kỳ vậy? Vậy là tụi con là nhiệm vụ mà để lo cho bà lão. Nó nói như không có đàn áp được. Ồ. Có được tiền hay đã rồi thôi. Cho tiền thì lấy chứ không có hỏi gì hết. Ông có hỏi cái câu này nghe bà lão tế nhị nha. Hồi đó giờ là bà có ai thấy mặt được bà lão không? Không có mấy cậu lại. Dạ vòng vòng cái xóm này có ai thấy không? Xóm nè thì không biết có. Hồi trước ngoài đây thôi chứ chắc không biết. Có nhà gì đâu hàng xóm. Đây đâu có nhà đó. Đây hả? Đây cái nhà đâu có nhà đâu. Bên kia có. Có đấy nè, đấy nhà đấy nè. Nhà đó thân với bà lão không bà lão? Thân chứ. Thân hả? Qua lại không? 10 năm gì rồi. Bà lão ở trong chơi cái chòi này bao nhiêu năm rồi? 10 năm. Trời ơi. Giữ gì đó hả? Vậy mà trong nhà không có cái bếp không luôn. Gì hết. 10 năm. Mười mấy năm mà bà ở trong đây sao bà chịu nổi trời. Có giường không? Có cái giường rồi bể nát trơn rồi. Bể nát hết rồi. Rồi có cái bọc đồ, không có cái gì nấu nướng ăn hết trơn á. Trong nhà không có cái chén cái đũa nữa chứ. Ôi trời. Thì sao mà sống không biết sao ăn cái gì nữa. Trời ơi, tốn chân. Cái bà đó nói chung là con không chưa có hiểu mấy cái câu chuyện gia đình của bà á. Bà rất là lên kia kìa, hậu thân thôi chứ. Nhưng mà anh em bước vô trong cái căn nhà nè, sợ là thấy ở trong cái căn nhà. Sợ không con? Sợ con thấy trong nhà bà hả? Chắc là bà lão sợ là nhà khổ quá người ta thấy người ta tội nghiệp. Sợ ngại. Bà nha. Ừ. Rồi chị gái đó. Nha, nếu như mà bà lão mà không chịu chia sẻ thì con sẽ đi vòng vòng ở đây con hỏi. Con hỏi là mấy cô mấy chú ở đây là bà lão như thế nào nha. Lên chợ đi, lên chợ. Con phải hỏi thăm kỹ rồi con mới giúp đỡ cho bà được. Lên chợ hỏi con Linh mà mấy bà mà chảnh. Dạ. Bà tính đi đâu? Bà đi. Bà tính đi đâu? Nãy con thấy bà lão đợi nó mà bà lão tính đi đâu nè. Đi đâu có đâu đâu. Đi vòng lên nha. Đi vòng vòng. Có lụm ra chai vô mà thấy đồ đạc nên đập đất không được. Có không bà lão? Đi ngồi lên kia không? Mà công việc hàng ngày của bà lão làm gì? Hả? Trời ơi, bệnh ba, cháu con. Công việc hàng ngày làm gì bà lão mà có tiền để ăn đồ nữa chứ? Trời ơi. Bà làm gì? Không có làm gì hết. Rồi không ăn luôn. Rồi không cho ta vô nhà. Vô nhà có gì đâu không cho, vô thăm nhà mới cho tiền được chứ. Ôi, được rồi, thôi giờ đi chơi cháu mà đi lên trên kia đi, lên. Thôi bây giờ nè bà lão, bà cho con đi quay một đoạn ở trong nhà đi rồi. Cho con vô thăm nhà cái ha. Con giúp cho bà lão được vài trăm. Thôi, được bà. Thôi. Được hai ngàn thôi, bây giờ lên trên kia kìa. Lên trên chảnh, lên trên chảnh của bà. Gần ở đây không bà lão? Làm đi chỗ chảnh là bả đó cũng mấy cậu quay lại thì bà lão dẫn con đi nha. Lâu đi chảnh đi lên chảnh hỏi tôi đâu biết nhà đâu lại lên chảnh
mấy cậu ở cái bà thôi đó, cũng mấy cậu quay lại giúp bà đó này kia. Khuôn mặt của bà lão không biết bị gì mà bà lỡ có cha không cho tôi. Dạ. Đuổi à, bà đuổi. Đuổi đi. Ở đây mát quá, còn muốn ở đây chút xíu nữa. Mà ở đây có nước đồ uống không bà lão? Đây có nước uống không? Không có. Con xin ly nước. Đâu có nước. Nhà mà có nước uống không? Không. Tự nhiên không có nước trời luôn vợ. Ờ đi chạy hổ bà kia kìa. Đi chạy bà kia, chạy bà cũng có mình nào. Lên nào. Mấy cậu thấy mấy cậu kêu lại thăm bà lại chạy. Dạ. Bà ở đây không điện gì rồi, bà không có sợ ma hả? Có điện không nước. Thì trời lãng rồi đó. Ờ được ha, tạm nhiên ha. Đây. Dạ dạ. Rồi đi. Cảm ơn bà nha. Dạ, cảm ơn nha. Giờ bà đi rồi đó cả nhà. Sức khỏe nha bà. Đi. Ờ mà trời ơi. Nhìn bà ốm chừng 20 kg. Trời đất ơi. Không có cái chiếu luôn. Ờ mà được rồi. Giờ bà đi đâu? Đâu nhà bà ta? Có gì giống không? Hả? Đây phải nhà đâu. Kìa, kia kìa. Ủa? Cái gì mà cái này có mười mấy năm hết trời. Không được đâu hả? Thôi đi tạm dân đây. Bà dắt con đi đâu? Không. Cậu đang muốn đi chảnh à? Đi mấy cờ chạy đi. Vậy chứ phải dắt con đi hả? Cậu đi chảnh. Con đâu không biết đường. Bà lão dẫn con đi nha. Đi giúp người ta chứ có làm gì đâu. Đi giúp cũng bà lão chảnh đó hả? Giờ bà đi đâu nè? Hả? Thì cậu đi chảnh đi. Không biết giờ con hỏi bà đi đâu. Thôi cô qua hỏi thăm không phải. Đi qua hỏi thăm cô. Thôi giờ bà lão cho con vô nhà thì con không, hỏi con hỏi thăm cô xíu. Cô cho hỏi thăm xíu cô. Nay gặp cô ở đây hỏi thăm cô. Dạ, con chào cô. Con chào cô. Con chào cô nha cô. Tôi ở gần ở đây. Cho anh em tụi con hỏi thăm cô chút xíu nha. Tại tụi con bên Thiện Nguyện á, mà đi giúp bà con mà thấy cái hoàn cảnh của cái người bà bên đó đó. Là cô ở đây là bà biết cái hoàn cảnh của bà đó như thế nào không bà? Có khó khăn hay là... Thì bà bị bệnh khó khăn, bà khó khăn. Khó khăn lắm ha con. Bà bị gì bà? Có bị thần kinh, cùng. Ở đây lâu chưa bà? Lâu à. Ở đây lâu rồi. Rồi nhà đó là ai cất cho bà ở gì bà? Chị bà. Rồi có... chị với cháu cất. Có... Hằng ngày là bà lão ăn uống như thế nào mà con thấy không có đồ đặc ở trong nhà như gì? Chị có đem xuống cho ăn. Cứ ngày nào cũng đem xuống cho ăn hết. Dạ. Con thấy nhà của bà là ở gần cái bên luôn. Ở đây hình như cũng vắng nhà ha, cũng có cái nhà. Quả là cái bà lão đó là nằm cũng đắp có phải gì vậy bà? Không có tắm xe vậy. Không tắm luôn. Trời ơi. Thấy tóc là một cục với nụi trên đầu. Chứ chùm lên biết à. Không chùm. Không chịu dạch cái mặt ra. Không. Chùm vậy là bao nhiêu năm mà? Lâu rồi, cũng cỡ chục ngoài 20 năm nay à. Tôi con thấy lạ tự nhiên mà. Cái bà lão đó chùm lại cho thấy con mắt hồ à. Trời ơi. Rồi mới đầu lại con nói là con là bên đội từ thiện. Con muốn con giúp đỡ những người già mà khó khăn đó. Bà lão không chịu, nó nói thôi khỏi giúp. Nó ngộ ha. Nó khủng. Chắc bà ở đây chắc bà rất là gành. Cảm ơn bà nha. Bà có hay cho đồ hiền lắm hiền hay dữ. Bà lão đây nè. Bà cũng khùng lên bà chửi người ta chửi, bà chửi chứ lắm. Bà chửi dữ trời luôn. Trời ơi. Cô có bao giờ bị chửi chưa? Hả? Cô có bao giờ bị bà chửi chưa? Không. Chưa hả? Dạ. Bà chửi mấy nhỏ học trò, chửi bà muốn chửi là bà chửi không? Chửi chửi gì vậy? Khi mà lên cơn bệnh ha, lên căn bệnh thì là hơi la. Ở đây tự nhiên cái nguyên cái khu này vắng, rất là vắng nhà, có cái nhà cô, nhà bà bên đó. Ở đây đó giờ rồi. Có thấy ai hay giúp đỡ cho bà lão bên đó không bà? Không. Thấy bà vậy cũng không? Như lúc đó mấy
người ta đi chụp hình cũng thân thiện cho bả chút đỉnh vậy đó. À. Sau này bả không chịu cái không, không chịu. Trời ơi. Thương quá. Không chịu. Không cả nhà. Sao lên cơn là tao chửi hết sớm này luôn. Đó giờ có nói bà không? Không, bà cũng chửi tôi hoài chứ. Biết quá vậy mình đánh thân. Nó cũng có người, có những anh em đến đi chia sẻ mà bố không cho, không chịu. Không nấu nướng vậy ăn tội quá. Không. Đói gì sao chịu nổi với kiểu. Trong nhà không có, không có chén, gì không có gì. Chỉ có cái bụi vạt với lại cái bình đồ. Có người sống như trời. Vì là lúc trước là chắc bệnh rồi, cái đầu chị đưa ra đây. Không, không có chị. Bả chị đó, đó ở với cháu không. Ngày khùng khùng có ở. Hồi nãy cô nói là không em hay chị đưa cắt nhà này cho ở. Chị quá. Thì chị đó là đưa ra ngoài này ở. Có là lúc trước ở với người cháu à? Đó ở với cháu nữa, cái căn này. Rồi giờ cháu đi đâu rồi? Thì cháu cũng ở đó. Cháu mà là sao không ở chăm sóc mà lâu trời. Bỏ quá. Khùng quá trời. Khùng quá rồi bỏ rồi. Thấy ôm con mèo mà giác trên vai cứ đi tới đi tới luôn. Rồi trong khuôn mặt của bà lão bình thường không hay là có biến gì? Bà có thấy mặt chưa? Cũng bình thường ha, mà đều đẩy khăn để chùm vậy đó. Cái chùm miết rồi vậy. Nãy nhìn thấy có một con mắt à, dưới cái lỗ mũi thì bự lắm. Mà sợ cái mặt bị gì á, bị thẹo. Không có thì bị gì. Ngộ không trời. Tại chưa nó, con mắt con à. Nó muốn chùm. Cô có biết là, bà có biết là trước mà bị cái gì mà phát bệnh không ta? Hay có cái cú sốc gì không? Không, không có bị gì á. Dạ. Bị điên của, mà lần bắt đi giật biên á. Giật rồi bà đi không được là hết vàng. Bà lão đi cẩn thận nha, coi chừng xe nha. Bà lão là lúc trước bà lão có chửi cô này dữ lắm hả? Trời ơi chửi luôn sao chửi cô dữ vậy? Đây con nói nghe nè, qua đây bà lão dắt vô nhà thăm nhà trước đi bà lão. Tạm nghĩ ra hãy đi. Cô này á, bà nói là bà lão chửi quá trời, bà buồn. Nhìn thấy cũng như là một dị nhân. Mịt kính mít mà mặc mấy cái áo luôn. Mấy cái áo. Không biết có giặt không, không biết luôn. Đặc biệt là không cho vô nhà, cản dữ lắm, cản không cho vô nhà. Đặc biệt là không cho vô nhà. Ở nhà ngay mặt tiền nhưng mà không có quay cái mặt lên trên. Cái đất bên đó là của ai cô bà? Đất bên đó là của bên chị luôn hả? Cũng không phải, cũng hay không? Ở sớm. Sớm nha, ta cho cất ha. Cái đất của bà. Bà lão tội nghiệp quá. Thôi hỏi thăm cô gì được, con cảm ơn cô nha. Dạ con cảm ơn cô. Thì cô ở cái bên thì cô cũng biết là nghe nói là bị bệnh. Có một cái căn nhà nhưng mà không biết sao là có đây nè, cái cửa bên đây. Cửa bên đây có người. Có cửa nhỏ. Có người nhỏ. Dạ. Bà giúp đỡ cho con nghe. Bà nói về đi, có gì bà giúp đỡ cho mấy cậu, thông cảm nha. Mưa ơi kìa, bà vô nhà đi. Thương quá. Biết nói gì hơn là con chúc bà lão là có sức khỏe thật là tốt nha. Không, mà trước khi đi á, trước khi mà đi con đi về á, con vô nhà bà lão. Được không? Không cho vô nhà. Không. Bà đứng đó đi là tụi con không vô, bà đứng với bé đây rồi tụi con không vô, tụi con vô nhà đó. Cậu đi rồi. Bà đứng xuống cửa đó đi, xuống mé đó tụi con không vô. Giúp tiền giúp cả cậu, mà cậu nha. Dạ, bà xuống đứng ngay sát nhà đây rồi con không vô, con vô con quay về. Cũng giúp tiền cho hết cái gì giúp về tôi giúp cho, đừng có ha. Vậy con hết tiền là cho con xin 5,000 bánh mì được không? Bà có tiền không? Vào con túi bà có tiền không? Có tiền không? Bà cho con đừng. Bà hỏi định.
Ông Thái bà thôi nha, qua nãy giờ ha. Em thì em muốn vô trong cái căn nhà này để mà quay đâu đoạn. Tại vì con vô không nhà ở thăm coi nhà chút xíu nha. Thôi, rồi được rồi. Bà đặc biệt là không vô nhà, mà nhà đâu có gì đâu, có cái giường không cả nhà. Em của tụi em cũng không có dám vô. Nhà có cái giường thôi. Vậy thôi bà vô nhà đi tụi con về. Thôi, bà ở ngoài là tụi con vô hỏi thăm. Bà vô đi, bà vô nhà đi tụi con đi nha. Đây. Mai mốt á, có mạnh thường quân nào á, mà giúp đỡ cho bà lão nha. Là con đến đây con trao tiền cho bà lão. Là con phải đi vô trong căn nhà con mới trao tiền được. Nha. Rồi bà đi vô nhà đi con về. Bà đi vô nhà thì con về. Ba ơi, ba vô nhà đi, mưa rồi, mưa tới rồi. Mưa tới rồi bà nhà. Mưa rồi. Mà bị mắc chữa bệnh mỗi một lần lên cơn như gì đó. Bà cứ cổng con mèo miếu kìa. Nó cậu nghe, cô thầy cái người giúp mấy cậu, nghe không? Dạ. Bà cho con xin 5.000 mua bánh mì ăn được bà. Đến hoàn cảnh cũng có nhiều cậu tới đây nhà cũng không có, cũng nói qua chị rồi cũng không chị lên bà kia đó. À. Bà cho con xin 5.000 mua bánh mì ăn nha. Đi mãi mà trời. Bà cho con xin 5.000 mua bánh mì ăn được không? Giàu không chứ mấy nghèo. Mấy cậu giàu cũng chết mình. Con có giàu đâu. Để đi lỡ đường hết tiền bà cho con xin 5.000 nha. Thường quá cả nhà. Bây giờ chắc cho bà đi vô nhà, giờ cũng hết mưa rồi thôi. Anh em cũng gửi cho bà một ít tiền thôi cả nhà. Gửi bà ít tiền đi rồi cho bà mua gì mà mua. Rồi bây giờ em cũng xin tạm khép video này ở đây, cũng như là hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo. Giờ em xin cảm ơn và xin chào ạ.